quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Sau đây là bản tin nhanh trong giờ thứ hai. Mở đầu là bài hàng nhiệm tin chính. Lãnh đạo đối lập cho biết Thủ tướng đang thúc đẩy tiếng nói 2.0 thông qua việc ủng hộ ủy ban Makarata. Ukraine cho biết máy bay F-16 giữa Mỹ sản xuất cuối cùng đã đến và được bố trí hơn 29 tháng kể từ cuộc xâm lược của Nga. Và Phó Thủ tướng Việt Nam Lê Minh Khái và ba ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam phải thôi chức do có sai phạm. Mở đầu là phần tin nước, lãnh đạo phe đối lập Peter Dutton cho biết Thủ tướng Anthony Albanese đang thúc đẩy tiếng nói 2.0 thông qua việc ủng hộ ủy ban Makarata. Ủy ban được đặt theo một từ dôn ngu có nghĩa là đoàn kết sau một cuộc đấu tranh và là đỉnh cao của tuyên bố Uluru trừ trái tim. Đó là một lời hứa trong cuộc bầu cử và chính phủ đã phân bổ 5,8 triệu đô la để thành lập ủy ban. Trước đó vào Chủ nhật, Thủ tướng đã phát biểu tại lễ hội Gagma về hy vọng của mình đối với Makarata. Nhưng trong cuộc phỏng vấn với ABC, ông phủ nhận việc đưa ra cam kết, nói rằng đề nghị này chỉ là ý tưởng đoàn kết. Ông Đức Tinh cáo buộc Thủ tướng là người mâu thuẫn. Cũng tin nước những người ủng hộ cải cách cờ bạc để chỉ trích chính phủ vì không cấm quảng cáo cờ bạc chính tờ báo đưa tin chính phủ sẽ giới hạn số lượng quảng cáo cá cược ở mức 2 quảng cáo mỗi giờ trên mỗi kênh với quảng cáo bị cấm trong một giờ ở cả hai bên của các sự kiện thể thao trực tiếp chính phủ sẽ không loại bỏ hoàn toàn mặc dù có những khuyến nghị từ một đánh giá mang tính bước ngoặt là kêu gọi lệnh cấm toàn diện Tình nước sau cùng hôm nay ngày 5 tháng 8 đánh dấu kỷ niệm 80 năm cuộc vượt ngục Kaura, nơi khoảng 1.000 tù binh chiến tranh Nhật Bản đã cố gắng trốn. Hơn 230 người Nhật Bản đã thiệt mạng và hơn 100 người bị thương bốn lính Úc cũng bị thiệt mạng, ba người trong cuộc việc ngục và một người trong cuộc bắt giữ lại. Sự hòa giải Úc và Nhật Bản bắt đầu vào những năm sau Thế chiến thứ hai khi những người lính trở về từ Cobra chăm sóc phần mộ của những người đồng đội hy sinh. Trả được bảo tồn vào một khu vườn truyền thống hiện nằm ở rìa thị trấn với những cây hoa anh đào và những ao đầy cá coi. Và sau đây là tin thế giới. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết máy bay F-16 do Mỹ sản xuất cuối cùng đã đến và được bố trí hơn 29 tháng kể từ cuộc xâm lược của Nga. Chính phủ công từ lâu đã vận động hành lang cho các máy bay phản lực chiến đấu và tổng thống cho biết hiện chúng đang được sử dụng cho các hoạt động bên trong đất nước. Hiện vẫn chưa rõ có bao nhiêu máy bay có sẵn và chúng sẽ có tác động như thế nào trên chiến trường và trong việc tăng cường phòng không. Tin Hoa Kỳ, Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris chuẩn bị công bố người bạn đồng hành tranh cử của mình cho cuộc bầu cử vào tháng 11. Sự kiện này diễn ra chỉ hai tuần sau khi bà khởi động chiến dịch tranh cử và vài ngày sau khi bà trở thành ứng cử viên được cho là của đảng Dân Chủ. Bà Harris đã gặp ba ứng cử viên phó tổng thống vào Chủ nhật là Thượng nghị sĩ Mark Kelly của Arizona, thống đốc Tim Watt của Minnesota và thống đốc Joseph Shapiro của Pennsylvania. Cũng được cân nhắc đến là thống đốc Andy Beshear của Kentucky và Bộ trưởng Giao thông Pete Buttigieg, Harris và người bạn đồng hành tranh cử của mình sẽ bắt đầu chuyến đi vận động tranh cử tại bảy tiểu bang bắt đầu từ Philadelphia vào thứ ba. Tin Gaza, những người ứng cứu đầu tiên ở thành phố Gaza cho biết họ đã kéo hàng chục thi thể ra khỏi đống đổ nát của hai trường học bị Israel tấn công vào hôm Chủ nhật. Bộ Y tế cho biết đã tìm thêm 25 thi thể từ các trường học, 19 người bị thương và một số người khác mất tích. Tình thế giới sau cùng, công tác dọn dẹp bắt đầu tại một số vùng của Vương quốc Anh sau một loạt các vụ biểu tình bạo lực chống nhập cư. Các vụ biểu tình đã biến thành bạo loạn ở một số thành phố với việc ném chai lọ và gạch và đốt cháy mặt tiền của các cửa hàng. Hơn 140 người đã bị bắt. Các vụ biểu tình diễn ra gần một tuần sau khi ba cô gái trẻ bị đâm chết gần Liverpool. Thông tin sai lệch trực tuyến đã khiến những tuyên bố sai sự thật loan truyền rằng kẻ tấn công lọt người di cư theo đội hồi và sau đây là tin Việt Nam, tin về Á Châu tự do AFA. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái và ba ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng Quốc Khánh, Nguyễn Xuân Ký, Châu Văn Lâm bị thôi chức do có sai phạm. Truyền thông nhà nước loan tin vào ngày 3 tháng 8 cho biết, Chủ tịch nước Tân Tổng Bí Thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm thay mặt Bộ Chính trị điều hành hội nghị chấp hành Trung ương và có quyết định vừa nêu. Tình cho biết trên căn cứ báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và đề nghị của Ban Tổ chức Trung ương, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam nhận thấy các ông Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ, ông Đảng Quốc Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Hà Giang. Ông Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, ông Châu Văn Lâm, ủy viên Trung ương Đảng, bí thư tỉnh ủy Tuyên Quang, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Tuyên Quang đã vi phạm các quy định của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm, trách nhiệm nêu gương và quy định về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Bốn quan chức vừa nêu đã làm đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công và tại cuộc họp ngày 3 tháng 8, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam dưới sự chủ trì của ông Tô Lâm đồng ý cho cả bốn quan chức vừa nêu thôi giữ chức Ủy ban chấp hành. Trung gương Đảng Cộng sản Việt Nam. Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự, có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.